Giờ em chửi nhỏ xe không có được. Biết ra lên lên. Ủa hồi là có gì là gọi em là nó bấm hết phải không? Anh muốn cho ta muốn đúng không? Nhưng mà tí là chưa. Lỡ hết tiền rồi sao? Là anh em phải ra xử lý chứ anh giờ không có tiền trả rồi. Tiền có gọi vợ. Thank you.
Cái kem dừa nó ngon mà. Hả? Không có ăn không? Không. Thôi à, mình đi đi ngược ra đó đi xe điện. Hơn 10 ngàn. Không, 20 ngàn. 20 ngàn. À mày, à mày. Giống gì? Giống mì luôn. Cái chè bạn. Phim đó là thank you.
gió có thể cao đồng ơi.